Một khu nhà rất đẹp anh chị. Em có một căn nhà ngang ngang dài 17, nhà mình 2 lầu có sân thượng trước sau, thiết kế mái hợp sang trọng với mức giá tổng 2 tỷ 650 triệu. Đất vườn thổ cư pháp lý rõ ràng. Và đặc biệt là đất ở đô thị luôn cả nhà ơi. Và căn nhà của mình là đường thông luôn, cách trường học cấp 1, cấp 2 chỉ có 300m, cấp 3 thì chỉ có 200m, đi hướng nào cũng được và đường thông luôn. Và mẫu nhà 2 lầu ngày hôm nay bên chủ đầu tư là đại hạ giá và bán rẻ luôn. Nếu anh chị nào mà thích 2 lầu thiết kế có sân thượng ngang 5 bự chạp bá như thế này nè, nhà mình là đầy đủ công năng cho gia đình sử dụng, thì mình có thể kết nối với em để được xem nhà nha anh chị ha. Ở đây học sinh đi học chạy về đường này là đường thông luôn nè anh chị. Và mức giá bên em là có thương lượng trực tiếp bên chủ đầu tư và đường ô tô xe tải đường thông tứ bề luôn. Và nhà mình thì có sân đậu xe hơi, xin mời cả nhà cùng em xem nha. Ví dụ như cả nhà mình thích cái mẫu nhà 2 lầu, wow, quá rẻ luôn, chưa bao giờ thấy 2 lầu mà giá này anh chị ơi. Mà nó gần hướng quốc lộ 50, gần Bình Chánh. Từ đây mà lên quận 8 chỉ tầm đâu đó 25 phút, khu vực dân cư đông đúc luôn. Và tường riêng móng riêng, nhà mình có sân rậu chà bá luôn. Đậu được đó là một chiếc xe ô tô 7 chỗ mà đường thông mà dân cư đông là khoái thật luôn. Đấy anh chị, nhà 8 thành viên sở hữu nguyên một cái nhà 2 lầu với mức giá cực kỳ siêu rẻ, bán vốn mới có giá này anh chị ơi. Và chỉ có Long An Cần Duộc ấy, Cần Đước mới có nhà đẹp, giá rẻ và lúa mềm, diện tích siêu to, đầy đủ công năng thiết kế nội thất tặng cho mình, và có vách ngăn giữa phòng bếp và phòng khách. Trên thì có quạt trần, ở đây thì có đèn chùm. Nói chung căn nhà này xây dựng tường riêng, móng riêng, đổ sàn bê tông rất là chắc chắn ha. Nhà đổ thật luôn nên nhìn bước vào căn nhà cực kỳ chất lượng và sang trọng luôn cho mình, và được tặng nội thất rất là dễ thương cho mình luôn. Với mẫu nhà này ngày hôm nay chúng ta sẽ thấy có một bộ nội thất nè. Phòng ngủ có máy lạnh nè, cửa nè, giường nè, tủ giường ngắn nè. Phía sau nhà mình nè, có một cái vòi để rửa chén, có cửa sổ thông thoáng, có nhà vệ sinh đầy đủ công năng cho cả nhà chúng ta sinh hoạt. Và bây giờ chúng ta sẽ lên trên lầu cùng em nhé. Bây giờ những cái căn nhà mà một lầu cũng đã 2 tỏi 3, 2 tỏi 7 trở lên rồi, từ trên khoảng là 3 tỏi mấy luôn. Nhưng mà riêng căn này 2 lầu mà chủ đầu tư bán giá thu hồi vốn quá rẻ nha cả nhà. Đúng một căn duy nhất mà mới xây luôn, không có căn thứ hai, mà vừa rẻ mà vừa được tặng nội thất quá là sang cho gia đình 8 thành viên ở căn này là quá tuyệt vời. Mà đẹp lắm luôn, nhà có cửa sổ thông thoáng, khu vực dân cư thì rất là đông, đường xá thì rộng to. Và đây là căn phòng ngủ đầu tiên trên lầu 1 của chúng ta nè ha. Wow, xuất rất nội thất hết luôn rồi. Tặng đầy đủ nội thất từ cái máy lạnh nè, giường tủ hết tất cả, và bên trong nhà vệ sinh, bên trong phòng ngủ đều có nhà vệ sinh cả nhà mình ơi. Rồi và tiếp tục ở đây mình sẽ qua phòng thứ hai trên lầu 1 nè. Ô, em thấy phòng nào cũng có nhà vệ sinh nè, nội thất được tặng full, cực kỳ đã luôn cả nhà, tuyệt vời. Và đất ở đô thị nữa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ra ban công nè, quá đã luôn cả nhà ơi. Và lên lầu lên anh chị nhé, đường lên lầu 2. Căn nhà này kiểu rất là to, thiết kế rất là đẹp mà nhìn chắc chắn và chất lượng thiệt luôn đó anh chị. Đây, ở trên đây thì chúng ta sẽ thấy có một cái sân thượng phía trước, phía sau rộng rãi, mình có thể làm phòng thờ được, các trồng cây, có gốc chiêu chiêu đã anh chị. Wow, tuyệt vời. Ở trên đây thì chúng ta sẽ có được một cái căn phòng ngủ, hoặc là chúng ta có thể làm một cái khoảng không gian phòng thờ. Đấy, tính ra nhà mình cũng được 4 phòng rồi nha, có phòng ngủ dưới trên luôn, rồi có sân thượng trước, sân thượng sau gì đã quá trời luôn nè. Cả nhà mình có thể là trồng cây, view sân vườn cực kỳ chiêu, cực đẹp. Mà lâu lâu mới có một cái căn nhà đẹp mà gần quốc lộ 50, thị trấn Cần Duộc ở đây, chạy lên quận 8 chỉ tầm đâu đó 25 phút độ lại, gần trường, gần chợ. Đây, đứng ở trên cao này cả nhà, thấy trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3 luôn đó. Anh chị mình thấy luôn, đứng ở trên đây là mình ra mình thấy. Nên anh chị mà đi mà có con nhỏ đó nha, chúng ta có thể ra đây đi học ha, học đi chợ rồi cũng khá là gần, đông vui. Nói chung là căn nhà này rất là tuyệt vời, có sân trước sân sau, gần chợ gần trường, với mức giá này là có rẻ luôn á cả nhà. Pháp lý rõ ràng, an tâm uy tín tại kênh nhà vườn Tâm Nguyệt và được em gái miền Tây tư vấn chân thật rõ ràng.
Cô chú anh chị ơi, hãy gọi cho em số điện thoại Zalo trên đường Lai Nóng, kết nối với em nghe để xem nhà thực tế được từ chốt. Giá bên em bao rẻ nhất thị trường. Xin kính chào quý cô chú anh chị, bà con, cô bác mình nha.